Xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin giao lưu số cây linh sam các bạn. Đây là cây linh sam tàng thiên nhiên nha. Này các bạn nhìn cái bộ tán nó khá lắm. Này chúng ta xem một vòng ha. Này. Cây này là tàng thiên nhiên mình cắt vô dáng nó rồi thì nó ra nhánh tự nhiên luôn. Còn anh em nào mà thích về uống thì có thể về uống thêm, còn không thì để vậy chơi. Cũng rất là ok, tàn nó rất là bo rất kính. Bây giờ mình sẽ đo hoành của cái này. Cái này hoành khoảng 20 các bạn. Hoành 20. Cao 20, cao 30. Đó, cây số 1. Về phần đế nó thì nó cũng tương đối các bạn, nó cũng không có xuất sắc gì, nó cũng được. Đế của nó đây. Tương đối. Tàn cốt cạnh nó thì lớn. Tàn bo tròn đều. Đấy. Cây này thì hoành 20 cao 30. Nè, mình xem một vòng nữa. Anh em nào mà nếu mà muốn chi tiết thì kỹ thì bạn có thể về phân chia lại nha. Còn không thì mình vào cái chậu mình chơi luôn. Cây này chơi Tết cũng rất là ok đây. Nè, cốt cành nhất đều. Rồi mình sẽ lên cây số 2 nha các bạn. Đây, cây số 2 đây. Mặt tiền nó nằm đây nha. Cái này cũng tàn bo khá đều luôn. Đó. Bộ rễ thì cũng tương đối được. Nếu bạn muốn đẹp nữa thì về xử lý thêm. Đây. Tổng thể của nó cũng là một cây tàn thiên nhiên. Bây giờ mình sẽ đo cái hoành của nó. Cái này hoành thì bé hơn cái lúc nãy. Hoành cái này khoảng 18 các bạn. 18 thì chiều cao chắc cũng khoảng 30 như cái nãy thôi. Chiều cao nó cũng khoảng 30. Thì hai cây nó ba cao gần bằng nhau. Và cái hoành thì cái này bé hơn cái lúc nãy một tí xíu. Này. Quay một vòng cho các bạn xem. Rồi mình sẽ lên hai cây luôn nha các bạn. Đây. Đây là tổng quan hai cây linh sam. Đó. Hoành cây này 20 cao 30, hoành cây đó cao hoành 18 cao 30. Bây giờ mình sẽ xem một vòng. Cây tàng thiên nhiên chưa uống nha, các bạn muốn uống thì về uống. Dâm chi khá là dày luôn đó. Rồi các bạn, hai cây này thì mình đặt là tên là lô 25 nha. Hai cây này lô 25 giá 1 triệu bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Hai cây giá 1 triệu bao gồm phí vận chuyển và lô là lô 25. Rồi các bạn nào có nhu cầu mua hai cây này về thì điện cho mình số điện thoại trên cái tiêu đề video nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái lô clip tiếp theo.